tiền đấy. Tôi đang lọc và dăm cây xanh được ôm đá và tại vườn anh Huy, xã Đông Kết, Khoái Châu. Lúc này có một chút mưa các bạn. Hôm nay còn có những anh em đam mê cũng đến giao lưu, hai anh nam luôn. Rồi có bạn đồng chí Khởi à. Đấy, đây là những người đam mê. Đang ở vườn nhà anh Huy các bạn nhá. Vườn nhà anh Huy tại xã Đông Kết, Khoái Châu, Hương Yên. Có cởi áo mưa ra không?
một trong những cây xanh cổ. Thank you.
Một cây thì cắt bông, một cây thì chúng tôi lọc răm. Các bạn nhìn lọc răm thì nó vẫn thích hơn. Ở sau này cái răm nào nó cũng cứng răm, bởi vì nó được ánh sáng nó vào đều các bạn. Ra này là lọc bông tay cũng như cắt bông tại vườn anh Huy, xã Đông Kết, Kinh Môn Hải, Khoái Châu, ở tỉnh Hưng Yên các bạn nhé. Tôi xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào, hẹn gặp lại ở video sau.